mời anh chị mình ăn mít nha. Đây mít tủ nữ nha anh chị. Đó, đã không? Đây, về quê mình là nói chung là thoải mái nha anh chị nha. Thấy không anh chị? Thả tim đi anh chị. Thả tim follow đi anh chị. Nè, anh chị nào mình thích một cuộc sống phải nói là mát mẻ ha thì về quê mình nha. Đó. Thị trấn Định Quán nha anh chị. Đây, mời anh chị mình ăn mít nha, mít tủ nữ nha. Hello anh chị, chào ngày mới nha. À, hôm nay nè Hiệp lại đến với anh chị mình đây qua một mảnh đất thuộc thị trấn Định Quán nha anh chị. Đất này là đất thị trấn chứ không phải đất xã nha. Và diện tích của chúng ta là 1.000 m², nhưng cái giá xíu rẻ luôn anh chị nha. Đó, bây giờ là mời anh chị xem tiếp theo trong phần video của Hiệp nha. Đây nè anh chị, đây là con đường bê tông ha, rộng lớn hai làn xe đi liên thông nha anh chị. Đó, đường này là đường liên thông nha, đi ra các hướng, đi ra các liên xã luôn nha. Còn mảnh đất mình đây nè anh chị, cao ráo đẹp nha. Đó, mình được 13.1 m. Đất phun hồng thổ cư nha anh chị, phun hồng nha, Hiệp, anh chị lưu ý nghe rõ nha, phun hồng thổ cư. Đấy, nhà cửa dân cư ở đây nha, đó người ta ở với mình. Rồi từ đây nè anh chị, mình chạy ra tới trung tâm hành chính huyện Định Quán nha, thì nó đâu đó tầm khoảng 700-800 m nha. Đó, còn nếu mình ra quốc lộ 20 á anh chị thì nó cũng tương đồng như vậy nha, tại vì trung tâm mình là nằm ngay quốc lộ 20 thôi. Quên ha. Đúng rồi, nhưng mà ý Hiệp muốn nói là ở đây nè, con đường này nè, nó có 2-3 lối để mình ra quốc lộ 20 luôn và ra trung tâm hành chính luôn ha. Có nghĩa là đường mình chạy qua tầm khoảng chừng 400 m thôi là mình rẽ trái rẽ phải ok hết, và dân cư ở đông luôn đó ha. Đó thì ở đây mình đường bê tông hiện hữu nè anh chị, và đất phun hồng thổ cư nha anh chị. 1.000 m² đây, 1.000 m², giá nè anh chị, giá nè 1.000 m² nè, 1,5 tỷ anh chị nha. Đó anh chị nhìn đây, chiều này của mình là 13.1 m, chiều sâu của mình là 75 m, chiều này là 80 m, nở hậu ra 22.5 m nha anh chị nha. Đó, nhìn chung ở đây anh chị mình về mình cắt cái nhà nghỉ dưỡng ở đây là ok, đất mình cao ráo đây anh chị ha. Trên đất nói chung hiện tại thì mình chỉ có 1-2 cây mít thôi, mít cây xoài. Phải nói là cây mít này anh chị nó quá đã luôn anh chị ơi. Ôi, mít tu nữ mà mít đại cổ thụ luôn nè, trái nè. Ô chà chà, ô nó dài xuống tới dưới gốc luôn nè nha, để quay cho anh chị coi nè. Đó, nó xuống tới dưới đất luôn nè, trời ơi ơi, bao quanh luôn nè. Đó, trái nè. Chú. Rồi, đất của mình lây nè anh chị, đường bê tông nè. Đó, ở đây mình đi dài liên thông luôn ha. Ở đây có mấy cái ta đang làm chuẩn bị làm nghỉ dưỡng nè. Đó, đất mình đây nha anh chị. Ở đây nè anh chị, như anh chị nhìn thấy nè. Đó, thì cái đuôi sau này của mình nha là mình nở hậu ra 22.5 m nha. Đó, còn chiều dài này của mình là 75 m, mặt tiền đằng trước của mình là 13 m nha, 13.1 m. à đó, thì đất mình anh chị nhìn chung là cao ráo nha. Đấy, cao ráo đẹp. Rồi anh chị nào yêu mến alo cho Hiệp nha, để mình về sở hữu nha anh chị. Đất thị trấn Định Quán mà quá rẻ rồi ha.